Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới nhất. Xin được chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Kỳ vị nguy nga lộng lẫy, một công trình tự nhiên được các vị thần tạo ra, chính là mỹ từ mà nhiều người dùng để ca ngợi về quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh với kỹ nghệ chế tác và xây dựng vô cùng khéo léo. Các nghệ nhân của Trung Quốc đã tạo ra một kỳ quan của thế giới hiện đại, không chỉ vàng xanh rực rỡ mà còn khí thế bàng bạc trang nghiêm, hùng vĩ. Nhưng trái ngược với sự lộng lẫy đó, Thiên An Môn chính là chứng nhân lịch sử, có đỉnh cao và những sự kiện như Kim Điện Chuyển Lư và Kim Phượng Ban Chiếu để khẳng định cho sự phát triển và thăng hoa của các triều đại Trung Hoa. Năm 1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ra đời tại đây. Thế nhưng, cũng chính quần thể kỳ vĩ này đã chứng kiến những nước thang trầm mặc nhất trong những hàng năm lịch sử của đất nước tỷ dân. Nhà Thanh sụp đổ tại Thiên An Môn, chế độ phong kiến Trung Quốc đi tới hồi kết tại Thiên An Môn. Tiếp ngay sau đó là vụ biểu tình hỗn loạn của các sinh viên năm 1989, hay còn được nhiều người biết đến với cái tên là sự kiện Thiên An Môn. Thiên An Môn là một đại biểu cho huy hoàng và suy đồi của Trung Quốc, là chứng nhân lịch sử cho đỉnh cao và cả vực thẳm. Vậy thì rốt cuộc câu chuyện về kỳ quan đau thương này là như thế nào? Hãy cùng Tin Việt đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Thiên An Môn, chứng nhân của lịch sử huy hoàng. Nhiều người thường hay lầm tưởng rằng Thiên An Môn được xây dựng từ thời Minh Thành, tổ Chu Đệ. Sau khi ông thành công trong Tĩnh Nan chi biến, lật đổ người cháu trai của mình là Minh Huệ đến Chu Doãn Văn. Nhưng thực chất, ngay từ khi vị hoàng đế khai sinh Viên Hải Minh lên ngôi, tức Minh Thái Tổ Trung Nghiên Chương, thì quảng trường này đã được xây dựng dưới cái tên là Thừa Thiên Môn. Năm Hoàng Vũ thứ 25, Trung Nghiên Chương đã bắt đầu xây dựng Đoan Môn và Thừa Thiên Môn bên ngoài cầu Kim Thủy. Nhưng đang lúc xây dựng giang dở thì ông qua đời, đất nước chìm trong biển loạn tranh ngai vàng, nên việc xây dựng bị đình trệ trong suốt một thời gian dài. Sau khi Chu Đệ lên ngôi, vì Bắc Bình Phủ, tức Bắc Kinh ngày nay đã loại đất phong cũ, Minh Thành Tổ từ đây mà hưng khởi, nên được xem là vùng đất long mệnh trong thiên hạ, có vị trí trọng yếu, giao thương thuận tiện, văn hóa phong phú, khí thế đế vương, nên ông ta chính thức thiên đô từ Nam Kinh về Bắc Kinh. Chính vì lẽ đó, việc xây dựng từ cấm thành tại Bắc Kinh được đôn đốc một cách giáo diết, và Thiên An Môn, hay chính xác hơn là Thừa Thiên Huế, vốn là cầu nối giữa Tử Cấm Thành với thế giới bên ngoài, được xây dựng với mục đích là diễn ra những nghi lễ trang trọng để bố cáo thiên hạ, nên được tập trung xây dựng một cách tinh xảo nhất có thể. Để tinh hoa của đất trời có thể tụ hội về Thừa Thiên Môn, Minh Thành Tổ đã cho triệu tập những thợ thủ công lành nghề nhất, trong đó có Khoái Trường, người được bách tính ca ngợi là Lỗ Bang tài thế, chịu trách nhiệm chính đốc thúc công trình. Mặc dù năm 1403 nhà Minh đã hoàn thành việc thiên đô về Bắc Kinh, nhưng phải đến tận 17 năm sau, tức năm 1420 thì việc xây dựng Thừa Thiên Môn mới chính thức được hoàn thành, đủ để thấy độ tỉ mỉ về kỳ vĩ của công trình này mới tường nhào. Thừa Thiên Môn là một tòa lầu gác ngói vàng 3 tầng, mái cong vô cùng nguy nga và lộng lẫy, chẳng thua kém gì chốn cấm cung. Năm bài phường bằng gỗ có hệ thống thông gió ở bốn phía, phục chế hoàn toàn Thừa Thiên Môn ở Nam Kinh. Cổng bài phường chính ở giữa có theo một tấm biển ghi Thừa Thiên Chi Môn, một công trình được sơn son thiết vàng với từng chi tiết nhỏ nhất. Kỳ vĩ là chứng nhân cho sự hùng mạnh của nhà Minh trong giai đoạn này. Tuy nhiên, cùng với vận mệnh thăng trầm của lịch sử, thế sự xoay vần, Thừa Thiên Môn đã nhiều lần bị phá hủy và phải trùng tu, từ đó trở thành Thiên An Môn nguy nga tráng lệ như bây giờ. Vào ngày 7 tháng 7 năm Minh Anh Tông Thiên Thân Thuận thứ nhất, tòa tháp Thừa Thiên Môn bị sét đánh bốc cháy, bài phường bằng gỗ đã bị hỏa hoạn thiêu rụi chỉ trong chốc lát, đến năm Thành Hòa thứ nhất thì được tu sửa. Năm Minh Sùng Trinh thứ 17, Lý Tự Thành đã chỉ huy quân đội nông dân tấn công vào thành Bắc Kinh. Đầu tiên họ vận chuyển củi gỗ chất trong nội địa để chuẩn bị phóng hỏa phá hủy cung điện, đến đêm thì phóng hỏa đốt cháy. Chỉ trong giây lát, chín cổng của tòa tháp đều bốc cháy dữ dội, đồng cỏ bên ngoài thành cũng cháy, ngọn lửa bập bùng suốt đêm. Trong trận hỏa hoạn, Thừa Thiên Môn đã bị hủy hoại hầu như không còn lại gì, chỉ còn lại một đống đổ nát thê lương. Năm Thuận thứ 8 của triều Thanh, hoàng đế đã tuyên bố chiếu lệnh, một lần nữa đã tu sửa Thiên An Môn, trải qua 6 năm thì hoàn thành, được đổ lên thành Thiên An Môn. Trên cơ sở ý nghĩa ban đầu là phụng thiên thừa phận, thụ mệnh thiên ý, còn có ngụ ý là quốc thái dân an, trường trị kiểu an. Tấm biển được khắc bằng 3 loại chữ là Mãn Châu, Mông Cổ và chữ Hán. Vì sau chữ Mông Cổ bị loại bỏ do cách mạng Tân Hợi năm 1911 thì chữ Mãn Châu cũng bị loại bỏ, chỉ còn lại chữ Hán viết Thiên An Môn. Sau khi tu sửa xong, tổng thể kiến trúc của Thiên An Môn có chính gian, chiều sâu là 5 gian, mái hiên là 6 hàng cột khắc chắc chắn, có hành lang trước sau, kiến trúc kiểu Yết Sơn ốc đỉnh. Ở hai bên quảng trường bên ngoài, thành cung tập trung bố trí các cơ quan hành chính trung ương lúc bấy giờ, bao gồm Lục Bộ, Tông Nhân Phủ, Hồng Lưu Tự và Khâm Thiên Giám. Trong quá trình xây dựng Thiên An Môn, người thiết kế đã đề nghị với hoàng đế rằng rồng là vật thích nước, ở đâu có rồng thì nhất định phải có nước, chỉ khi rồng gặp nước thì mới có thể phát huy thần uy. Kết quả là phía trước quảng trường Thiên An Môn đã xuất hiện một con hào dài mấy trăm mét, rộng hơn 10 mét. Trên con sông nhân tạo này được xây dựng lên 7 cây cầu đá bàn long phù điêu, có chạm nổi rồng. Đây chính là sông Kim Thủy và cầu Kim Thủy hiện nay. Trên thực tế, việc xây dựng sông Kim Thủy còn có tác dụng thiết thực hơn, đó chính là nguồn cung đủ nước cho các vụ hỏa hoạn sau này.
Mặc dù trải qua nhiều biến động xoay vần của lịch sử, nhưng ta không thể phủ nhận rằng Thiên An Môn chính là chứng nhân lịch sử cho thời kỳ huy hoàng cuối cùng của đế chế phong kiến Trung Hoa thông qua hai sự kiện là Kim Điện Chuyển Lưu và Kim Phượng Bán Chiếu. Kim Điện Chuyển Lưu là nghi lễ được cử hành nhằm vinh danh ba người đứng đầu khoan thi, lần đầu là Trạng Nguyên, Bảng Nhân Nhãn và Thám Hoa. Trước khi vào điện Thái Hòa yết kiến hoàng đế thì ba người này đã đứng tại Thiên An Môn chờ đợi nhận sắc phong, bảng vàng ghi danh ba người sẽ được đặt trong long đình ở trước ngọ môn, sau đó đội nhạc lễ dẫn đường và khiêng ra Thiên An Môn và cổng trái Trường An. Đây là một vinh dự mà không phải ai cũng được, đó là niềm tự hào và sự kiêu ngạo và sự đền đáp cho nhiều năm đền sắc của các vị hiền tài và là bằng chứng hùng hồn nhất cho sự phát triển của việc học tập tại triều đại Minh và Thanh. Còn Kim Phượng Ban Chiếu là nghi thức ghi hoàng đế ban chiếu, bố cáo thiên hạ. Trước hết, khi công bố chiếu thư toàn thiên hạ, hoàng đế cần phải đưa đến Thiên An Môn cử hành nghi lễ long trọng rồi về bố cáo. Đầu tiên, hoàng đế sẽ đem chiếu thư đặt trên bàn ở Thái Hòa Điện, phủ lên ngự tỷ, đợi cho buổi lễ công phu và long trọng được tiến hành hoàn tất, lễ bộ thượng thư mới có thể tiếp nhận chiếu thư mang ra khỏi Thái Hòa Điện và mang nó tới tạm thời đặt ở trong long đình bên ngoài ngọ môn. Tiếp đó, theo đội nhạc và nghi trượng khiêng lên trên thành lầu Thiên An Môn, tờ chiếu được đặt trên một con phượng hoàng bằng gỗ được sơn bằng vàng gọi là Kim Phượng Hóa Vân. Các quan đứng dưới cung kính, trong khi lễ quan thì công bố chiếu thư. Sau khi tuyên đọc xong, chiếu thư sẽ được cuốn lại và treo bằng một sợi dây một, rồi từ trên lầu cho hạ xuống một tấm gỗ hình mây được cung kính gỡ. Nghi thức này được gọi là vân bàn tiếp chiếu. Sau khi nghi lễ này được thực hiện hoàn chỉnh, chiếu thư mới được phép đưa đi sao chép để chuyển tới toàn quốc bố cáo thiên hạ. Nghi lễ trang trọng gắn liền với Thiên An Môn này được mang tên là Kim Phượng Ban Chiếu. Nó không chỉ thể hiện cho uy quyền của hoàng đế mà còn khiến cho địa thế hiển hách của Thiên An Môn được hoàn thể dân chúng ca ngợi. Thế nhưng, đến sau cuối huyền thoại nào cũng phải có hồi kết, Thiên An Môn đã chứng kiến những sự kiện trọng đại của Trung Hoa, nhưng rồi cũng chính Thiên An Môn là nơi chứng kiến thảm cảnh đau lòng nhất của đất nước tỷ dân nổ ra, Thiên An Môn kỳ quan đau thương. Điều đáng tiếc nhất diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn là lần cử hành ban chiếu cuối cùng ở đây, là sự tuyên bố kết thúc của đế quốc tại Thanh vào ngày 25 tháng 12, năm tuyên thống thứ 3 của nhà Thanh, tức năm 1912, Lăng Dụ Thái Hậu được gọi là Mạt Đại Thái Hậu, thay mặt cho vị hoàng đế cuối cùng của Đại Thanh là Phổ Nghi, đã ban bố chiếu thư, Phổ Nghi thoái vị, chính thức kết thúc thời gian 268 năm thống trị của người Mạn Thanh. Kỳ thực trước khi Phổ Nghi bị tuyên cáo thoái vị ở Thiên An Môn, nơi đây đã chứng kiến rất nhiều nghi thức ban chiếu. Thiên An Môn trong những năm quang tự đã sớm thấy khí số của Đại Thanh sắp lụi tàn, khi ở được nghi lễ ban chiếu thư ở Thiên An Môn sẽ khiến người ta cảm thấy yên lặng, trầm tĩnh, nghiêm ngặt cẩn. Theo nhiều ghi chép thì Thiên An Môn lúc đó hỗn loạn, chỉ khiến cho người ta cảm thấy mâu thuẫn, hoang đường, thật là cùng một Thiên An Môn, nhưng hoàn cảnh thì lại khác biệt tới vậy. Thư tịch ghi chép rằng vào những năm quang tự, một ngự sử đã mô tả những cảnh tượng không nghiêm trang thực hiện trong Kim Phượng, ban chiếu cử hành tại Thiên An Môn như quan viên thì không mặc quan phục chính thức, quan viên và người hầu mặc vải thô tùy ý nói chuyện, quan viên ngồi vắt chân ở phía Tây, quang tự hoàng đế biết được chuyện lạ, hạ lệnh xét xử quan viên trực ban. Và những năm Hàm Phong, một viên quan kinh ngạc phát hiện của thứ nhất của Thiên An Môn vốn là nơi trọng yếu nhất mà lại chỉ có hai tên lính canh. Hàm Phong hoàng đế biết chuyện lại một lần nữa điều tra nghiêm ngặt. Quang tự đế với sự thất bại trong cuộc chiến tranh Nha Phiến lần thứ nhất chính là dấu mốc khởi đầu cho Bách Niên quốc sĩ của Trung Hoa. Sự lụi bại tràn ngập khắp triều đình nhà Thanh và Thiên An Môn đã chứng kiến tất cả. Nhục nhã yếu hèn một dân tộc hùng cường biến thành những kẻ đông ác, bệnh phu cũng từ đây mà ra. Cảnh tượng bị lụi bại Thiên An Môn cứ nối đuôi nhau xuất hiện, cho thấy thể hiện và uy quyền của hoàng thất nhà Thanh bị xâm phạm nghiêm trọng. Tuy đã có nhấn chỉnh, nhưng số đó đã tận khó trái mệnh trời, xuất phát từ Thiên An Môn, cả Trung Quốc đã sụp đổ. Thế nhưng ánh dương một lần nữa đã chiếu rọi lên Thiên An Môn. Năm 1949, Chủ tịch Mao Trạch Đông dọc Tiễn Văn khai sinh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đưa đất nước tỷ dân một lần nữa tiến lên. Thiên An Môn là nơi chế độ phong kiến Trung Hoa kết thúc, nhưng cũng chính tại đây một nước Trung Hoa hiện đại và đổi mới đã ra đời. Thế nhưng rồi chẳng có con đường nào trải đầy hoa hồng mà lại không có gai. Và Thiên An Môn một lần nữa chứng kiến tất cả. Năm 1955 đến năm 1959, hướng tới kỷ niệm 10 năm quốc khánh, quảng trường được cải tạo thành như hiện nay với chiều dài 880m Nam Bắc và chiều rộng 500m Đông Tây, diện tích là 440.000m2. Hàng loạt các công trình lớn trong thập đại công trình được xây dựng xung quanh quảng trường như Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Bảo tàng Cách mạng, Đài tưởng niệm các anh hùng dân tộc. Tuy nhiên, những sự kiện đau thương một lần nữa đã diễn ra tại nơi đây. Năm 1976, sau khi Chu Ân Lai qua đời, một cuộc biểu tình chống bè lũ bốn tên được tổ chức tại đây, bắt đầu cho sự kết thúc hoàn toàn của cách mạng văn hóa. Hay đáng buồn hơn, thứ được cả thế giới nhớ tới Thiên An Môn không phải là sự kỳ vĩ đẹp đẽ của nó, mà làm về một cuộc biểu tình của học sinh, sinh viên đòi quyền tự do dân chủ đã tạo ra một cuộc bạo động đẫm máu nhất trong lịch sử. Dẫu biết rằng lịch sử có thăng có trầm, nhưng trên thế giới có rất ít công trình kỳ vĩ có thể chứng kiến nhiều sự kiện lớn ở đất nước như Thiên An Môn, một kỳ quan hiện đại được tạo nên bởi những nghệ nhân lành nghề nhất, tinh hoa nhất của đất trời. Toàn bộ đều đã được tụ hội tại đây. Ánh mặt trời sẽ chiếu rọi trên Thiên An Môn để chứng kiến Trung Quốc là thành công hay lụi bại còn chưa thể nói trước được, nhưng ít nhất Thiên An Môn thì vẫn sẽ lừng lững đứng đó để chứng kiến tất cả.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.